Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người thấy những cặp bồ câu gà Mỹ ở trại nông dân làm giàu của mình nó khủng như thế nào. Thì bồ câu gà Mỹ ở trại mình thì nó phân thành 3 cấp độ nha mọi người. Bồ câu ra đàn thì mình không tính nha. Có nghĩa là bồ câu từ khoảng 2 đến 3 tháng tuổi. Và bồ câu này thì nó trọng lượng của nó thì tầm khoảng là 7 lạng. Thì cái loại thứ hai đó là cái chim bồ câu. Nó ở trong cái giai đoạn có nghĩa là 8 lạng đi, là 8 lạng. Và cái loại cuối cùng big size của mình là tầm khoảng 9 lạng trở lên. Và chim bồ câu thì mình giới thiệu cho mọi người đó là chim bồ câu gà Mỹ. Màu chủ đạo của nó là màu nâu đỏ và vàng rơm. Có thể nói thì đây là hai cái màu chim bồ câu gà Mỹ được ưa chuộng nhất hiện nay. Tuy nhiên cái loại màu nâu đỏ là cái loại người ta vẫn thích nhất và thị trường vẫn thích nhất nha mọi người. Thì đây, không để dài dòng thêm, mình sẽ giới thiệu cho mọi người xem luôn. Đây là cặp bồ câu gà Mỹ màu vàng rơm. Cặp này trọng lượng của nó thì tầm khoảng là 9 lạng đến khoảng gần 1 kg trên một cặp. Và size của nó là size khủng ở trại mình. Cái lông cánh này cũng như là cái phông của nó không người cực đẹp. Và có một cái đặc biệt quan trọng nữa, đó là cặp chim bồ câu này chưa già lắm nha mọi người. Chưa già lắm đâu, vẫn đẻ ok đấy. Đây mọi người thấy à, con ở bên trong và con bên ngoài nhìn khủng khiếp không. Cặp này ở trại mình đang đẻ rất tốt nha mọi người. Và cái đầu của nó mọi người thấy không, nhìn đã không, và lông cánh nữa. Và cái loại thứ hai mình muốn giới thiệu đến mọi người đó là cái loại size nhỏ hơn một tí xíu ở bên dưới luôn, cho mọi người xem màu vàng rơm luôn. Bọn này thì trọng lượng của nó tầm khoảng là rơi vào khoảng là 8 lạng trên một con. Con mái thì có thể nhỏ hơn chút xíu, còn con trống đảm bảo mọi người 100% là khoảng 8 lạng đấy. Con trống thì nó ở bên trong nha mọi người. Và đây là cặp bồ câu cũng sinh sản luôn, rất tốt. Đây là màu vàng rơm, còn ở trên là màu nâu đỏ nha mọi người. Size bọn này cũng tầm khoảng là rơi vào khoảng là 8 lạng đấy. Đây là màu nâu đỏ, màu chủ đạo được thị trường ưa chuộng và thị trường thích nhất hiện nay. Còn bên ngay bên cạnh luôn cũng là màu nâu đỏ, nhưng mà con này vừa rớt trứng hồi tối luôn. Đây đang đẻ nha mọi người, cực đẹp. Và ở trại mình thì chim bồ câu gà Mỹ thì mình là chim bồ câu rặc, màu nào nó ra màu nó nha mọi người. Nếu vàng rơm thì là vàng rơm, nâu đỏ thì nó là màu nâu đỏ. Và chim bồ câu tất cả là chim bồ câu khoảng 1 năm trở lại. Đây cặp này nó đang, mình cho đang nuôi 3 con luôn đó mọi người. Đây là màu nâu đỏ đây. Con này khoảng rơi vào khoảng 8 đến 9 lạng. Cực to và nuôi con cực đã luôn. Còn ở bên dưới thì có một cái đặc điểm kỳ lạ lắm. Là mình rất thích cái cặp màu nâu đỏ này. Đó là cái lông cổ của con chim bồ câu trống đó mọi người. Thì nó hơi xoăn xoăn như nó có cái bờ mà cổ á, trông rất là đẹp. Và mình rất là thích cặp này. Và cặp này đẻ cũng rất là sai. Còn ở bên trên nữa, tiếp tục là bồ câu gà Mỹ màu vàng rơm. Cặp này thì tầm khoảng gần 9 lạng á mọi người nhé. Gần 9 lạng đó. Bên cạnh cũng vậy nha mọi người. Bên cạnh thì nó nhỏ hơn chút xíu. Đây. Còn cái size mà như hồi nãy mình có nói chia sẻ với mọi người ấy, từ 2 đến 3 tháng tuổi, cái size được khoảng 7 lạng á. Thì hiện tại là mình mới bán hết một tiêu rồi. Mình còn chim lớn đúng không? Và chim này thì cũng có khách đặt rồi nha mọi người. Chim một con gà Mỹ ở trại mình ấy, thì lượng khách đặt rất là nhiều. Và mình thấy là chủ yếu là ở khu vực miền Trung và phía Nam, Đông Nam Bộ và miền Tây thì mua chim bồ câu gà Mỹ của mình rất là nhiều. Và bồ câu Titan siêu thịt của Thái thì người ta sẽ thường, người ta sẽ lập trang trại và người ta mua với số lượng rất lớn và tính bằng hàng trăm cặp.
Còn bồ câu gà Mỹ thì người ta nuôi số lượng ít thôi nha mọi người, tầm khoảng vài cặp này rồi vài chục cặp người ta nuôi để thứ nhất phục vụ ăn uống cho gia đình và tặng sếp, tặng bạn bè, tặng người thân và phục vụ ăn uống cho gia đình luôn, là cái này là nhất, cái này là nhất nha. Tại vì chim bồ câu ra ràng của nó một con nó như thế này, cho mình cho mọi người xem luôn nha. Đây là chim bồ câu ra ràng gà Mỹ này. Con này thì là tầm khoảng là 6 đến 7 lạng rồi nha mọi người. Đây là bồ câu ra ràng, bồ câu gà Mỹ nha. Giới thiệu cho mọi người xem sản phẩm chim bồ câu gà Mỹ ở mình. Mình làm video nên mọi người xem rất là chân thực. Đấy, hình ảnh như thế nào thì chim ở trại mình nó như thế đấy, không thể nào thay đổi được. Và mình đang ở Sài Gòn nhé. Trại chính của mình thì ở Đắk Lắk và trại vệ tinh của mình thì có ở một số tỉnh thành nữa. Nên là anh em mà mua chim thì mình sẽ chuyển ở những nơi gần nhất. Còn cái phía Nam này ở miền Tây thì đa số là mình sẽ chuyển từ Sài Gòn đi cho mọi người nhé. Thì như mọi người cũng biết là mình ship chim. Anh em nào có nhu cầu về chim thì mình sẵn sàng mình vận chuyển, mình ship cho mọi người. Bây giờ mình trả lại bố mẹ. Cái này là mình cho chim bồ câu Tilan chưa thịt của Thái nuôi á mọi người, chứ không phải là cho bố mẹ nuôi đâu. Tại vì ở trại mình cho chim bồ câu ấp bằng trứng á, ấp bằng máy ấp trứng á, nên là khi mà quả trứng nó nở ngẫu nhiên thì mình mang ra cho chim bồ câu Thái nuôi. Và có những cặp chuyên để đẻ và có những cặp thì mình để cho nó nuôi luôn. Thì đây là mô hình nuôi nhốt chim bồ câu gà Mỹ theo dạng công nghiệp, còn nuôi theo dạng là chuồng quần thể nuôi chung á, thì mình cũng đã làm và sẽ làm video để giới thiệu cho mọi người coi đáo luôn. Thì mọi người đón xem cái cách nuôi nhé. Đây là mình mới review sơ sơ thôi, còn nuôi chim bồ câu gà Mỹ á, thì để như thế nào chất lượng á, thì mình sẽ làm một số những cái video chất lượng luôn để cho mọi người theo dõi và mọi người nhìn vào đó là mọi người có thể biết được cái cách nuôi chim bồ câu làm sao cho hiệu quả. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nhé.